Nhóm này đi hoài ăn suốt luôn. Bỏ đi gọi, kêu bỏ gọi nhanh nhanh đi. Ai? Chứ trong chị ấy gọi nè. Sáng đi đường công viên á. Ô hỏi chị đó. Chỗ này có ai bán gì ăn không nè? Ở đi công viên dám có bán hả? Ờ, đi đường công viên có bán. Mồi thêm nghe mồi tưởng đi nhậu hôm nay mấy bịch đậu phộng thêm chứ bọc trời ơi đậu phộng nữa bọc chiếc chiên nè nhiều quá sao nước nhà này bán đâu ta đó rồi này không có bán không có hay là chưa nó mới nhúng lửa trời ơi chết rồi mới hợp lại vậy thôi nhiêu đó thôi chứ ăn đỡ hết rồi khó chả nướng ăn ngon còn ai tại vì mình đi sớm quá còn ai bán nữa còn gần đây không biết bán gì nè ô chưa đậu chưa luôn rồi nhịn sớm quá giờ này ta ngủ có gì nữa không thôi như quá đủ rồi có gì mua ăn đấy ở đảo này thử cái thôi và đi đường này thôi quẹo đường kia luôn đi ôi còn gì nữa đâu ạ à? Thì chưa nấu rồi nó ăn cơm chưa mưa thì sẽ mãi ăn không rồi giờ này đang cơm gỏi trơn đó xui à có mình gì á xuống sao ăn chè bà nội trời ơi đâu quên nữa đi chè trời ơi đi ăn chè mà mua đồ ăn thấy nóng lạnh luôn á xuống xin còn cái con cục bắp lên khô rồi đó đậu khô rồi nhớ chị em đi ăn chè mà chạy vòng 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 kiếm mồi thêm kiếm mồi thêm đi ăn chè mà kiếm mồi như đi nhậu vậy trời ơi cái đường nó dặn rồi nào xuống đây bữa nay ta nghỉ bán luôn chứ quá vui hên à đi xuống tới đây bữa nay ta vui, nghỉ bán vui dữ không chừng gần tới gầm á bỏ gì ngày mơ gầm biết bữa nay có bán không có chỗ nào quên mẹ nó rồi không phải xuống tuốt ở dưới luôn á tuốt ở dưới đây nè vui còn cái bọc đẹp không? Còn không? Còn gì? Ôi, có bán không? Có kìa. Sao mà nhìn mà thấy hay vậy? Chưa tới mà có kìa. Ở đó mẹ nó gì thấy cái tủ có xe đó. Có. Trời. Trời. Bữa nay có bán. Ôi gì? Trinh ăn chè nào chưa có ai hết trời ơi coi gì Trinh với mua đồ ăn kìa
Nước chiên. Em đậu phộng giống mồi nhậu quá vậy gì Trinh. Mặn. Chén nó xong rồi. Ở lâu rồi không ấy rồi không biết luôn á. Ủa bọn mấy người đó không biết đường đi hay gì mà chị có không biết luôn hả? Dấu gì? Mệt nha. Dấu gì? Tới kìa, tới kìa. Trời ơi. Đi gì mà lâu? Lâu thì không biết đường đi luôn á. Thiệt hả? Lâu á, có đường nào đâu mà biết. Dưới xuống đây mà hỏi thăm hai người. Trời đất ơi, hai má ở chợ mà làm hai má ở đâu vậy? Chỉ biết khúc chợ thôi, dưới đây có xuống đây là biết. Rồi ăn trà gì? Ôi, gặp bà Điền đó. Qua kia đi. Trời ơi, ăn trái cây này là má ơi. Chè gì á? Chè trái cây. Có trái cây là trái cây. Trái cây nấu á. Ừ, con đi đi trước đi gì bé. Dạ. Con xuống đây con ăn trái cây. Nghe cho tôi quay cái coi. Vô tuần chè đập cẩm. Thôi con ăn chè trái cây. Đây là trái cây á. Đây trái nè. Chè đi. Trái cây. Chè đi. Tao muốn ăn gì tao ăn bà ơi. Tại thấp thử đâu là chè trái cây gì. Múc đậu xanh đậu phộng. Đập cảm, đập cảm á. Đừng để đậu phộng nha. Con để đậu phộng. Cố con khỏi đậu phộng. Vậy là ăn đậu cảm á phải không? Ừ. Rồi chị Út. Trời ơi, có người đồng hành với mình rồi. Trời ơi, không ăn trái cây nữa, tao kêu thêm trái cây tao ăn. Làm một ly là ăn mấy sao mấy bịch trái cây hay là gì? Trái cây đi. Ngồi con bịch đem về. Hai bịch trái cây, bịch bịch. Ngồi ăn đi rồi về đem về chỉ mới nhớ chứ giờ nấu nhớ đâu. Dạ dặn đi bác không mới làm. Con hậu dặn đi để lu bu quá. Rồi đi, ra ra ngồi đi. Của con không để đậu phộng nha gì. Để đậu phộng không? Trái cây của chị á. Vậy là của con bịch nam bịch này. Chị bắt các bạn ra đây đi. Xin nước của dì bé kìa rửa mặn đi. Trời má quên đâu rửa thôi vậy. Bà Điền đâu? Sao vậy? Trời ơi.
không? Không phải. Chạy xe màu trắng hả? Chào bà Điện nó đi là nhìn biết liền đây. Trái cây nha. Tao để vô lại nhà quá. Trái cây nha. Rồi em chạy em nhóc ở trên nè. Rồi lấy vô. Phỏng đây nè. Đen chè mà như đây nè. Chưa, nó còn muốn bánh chán nữa. Còn bánh chán chỗ mà. Điện điện mua xuống. Cái này là chè thập cẩm nha. Trái cây. Rồi ăn đi chị. Được chưa? Được rồi. Được chưa? Rồi. Ừ, bữa nay sạc đẹp ha. Đâu biết cái vụ mà đi chè đâu. Cái ghê tặng hả? Chuối đó. Anh nào tặng? Mua 2 hộp bánh chuối nha. Ừ, cục tóc cũng khác luôn ha. Cục cát thủ người ta nè. Mệt. Ủa chị hấp ăn đậu đen hả? Độc cẩm. Ôi, con mình và với chị Út là giống thôi. Cái gì vậy? 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 Nó mỏng nhưng mà nó dai mà nó ngọt mà nó thơm. Không có dầu nhiều phải không? Ừ, nó không có dầu nhiều. Không có dầu nhiều. Trong khi cái kia á, ông cái kia ăn ngon thiệt mà sao? Nhưng mà nguội lắm con gái vậy. Đúng rồi. Dầu nó thơm thơm thơm. Nhưng mà có ổng á, còn nấm á chị ăn giòn nhưng mà để nguội cầm lên vậy nè. Nó cũng chẹp lép mà dầu nhiều cầm gầm gầm vậy. Cái này không có dầu. Không có dầu. Cái này là sao mà nó dính vô răng luôn ha? Giống như loại này nó ép. Giống như nó ép miếng chuối chiên cho nó mỏng ra rồi nó nhúng với bột cho nên chiên sao nó phồng lên. Em thấy bà nói sớm nó chẻ chuối ra. Cái này chiên nó hổi nó mới bự chứ không khác nè chị. Ừ. Nhưng mà nó dai mà nó thơm. Phải không? Nó không có dầu nhiều nữa. Cắt nó mà dịu nhau lên. Ừ, không có dầu nhiều. Cái này mà qua đây bán là bên em này ở lại. Nó nóng. Không mà chị biết sao? Nó lên ha, nhai nó chỗ nó giòn giòn nó ngon. Nó vừa ăn không nhiều quá. Nó thơm ha. Đậu dai dai nó lạ lạ. Ăn chuối chiên. Mày đi uống chè thập cẩm nè. Có nước cốt nè. Còn câu chuyện sao thì mọi người sẽ biết sao rồi. Không cần giải thích. Ăn chuối chiên, uống chè thập cẩm, nước cốt dừa. Chị ăn vô cho nó đủ bộ cho chị. Thử. Uống đi. Có uống cho nó tiêu. Thử nhắc vô ý thôi. Quản gì bỏ được rồi. Ủa vụ gì vậy? Vụ trái cây đó. Rồi tiếp trời ơi, mít chinh kêu trái cây nữa nghe. Ly trái cây nó gì ơi? Dạ gì bé thôi con ly trái cây nữa. Không để đậu phộng. Mệt quá à. Quá ăn thử đi. Ly gì ơi? Dữ vậy? Không ly. Đúng rồi. Dữ vậy? Cái này ăn dễ tiêu nè. Phải nhưng mà tại ăn chú chiên vô cái đó hỏi ăn không tự nhiên ăn chú chiên mà đi uống chè thập cẩm trời ơi. Linh ăn múc miếng đi thì con ăn 2-3 thứ được nè, lấy cái muỗng con múc vô. Thôi không ăn chè đó giờ không ăn nước cốt thì Linh múc đậu ăn thôi. Con không ăn nước cốt, hai má làm gì vậy? Ăn thớ xả mình, nó cũng quen thớ xả mình quên, nó chắc nó quay mình ăn hoài luôn. Thôi được rồi. Dạ đừng để đậu phộng nha. Đây ăn tiếp ly thứ hai này nghe bà con. Mệt nha. Chị Trinh ăn ly thứ hai là ly trái cây. Đi chè, đi chè rồi. Muốn hết rồi gì nữa rồi. Hết rồi. Đây chị này cũng ly trái cây nữa nghe bà con. Mình ăn quá hai con ly á. Em với chị nãy giờ ly trái cây ăn hoài. Hội nguyên à. Thấy vậy chứ nhiều lắm á. Ăn hoài sao không hết. Hết rồi luôn, nước rồi luôn. Không phải, cái nhiều. Chưa ăn cơm á. Nó bụng cái nhiều quen đâu thương cơm á. Em nói gì? Tao tính thấy thằng kia bán bánh mì à, bánh mì xíu mại đang giờ này tao mới dọn ra tao bán buổi chiều mà em... mà tính kêu Linh ghé mua Linh á, bà nội đi ăn chè mà bà nội kêu mua bánh mì xíu mại. Tính mua bánh mì xíu mại theo không á. Gọi bà mua bánh tráng nữa kìa. Cái gì? Em nói mua này với mọi cách nè.
chết luôn. Rồi bá điện bá hỏi nãy giờ mà chưa thấy bóng dáng luôn á. Chắc nó mới à, mà đi rồi nó lại nó mua nó đợi á. Em nhà ai ăn cơm này mới ăn đi cùng. Bút chồng này rồi đó. Gì vậy? Mắc muỗng ăn mặn hồi mắc muỗng luôn. Biết rồi, đâm chiếm cái muỗng luôn. Trời, có mấy người mà ăn nhiêu đây nè? 12 ly. Nhóm chị em đi ăn chè nha mọi người. Còn một thành viên nữa, sao có lâu quá không thấy. Hai bữa mà nãy giờ quên mượn cái ly trái cây chụp hình đã rồi. Hỏi đơn giản vậy chứ gì lắm. Chị kiếm gà ăn cũng được, hiểu không? Chị kiếm cái ly của chị đâu? Ăn không được. Nhìn qua nhìn lại để mình đây. Hàng chi nãy giờ ngồi kia. Vậy thôi, nhưng mà trời ơi, đang nói xấu. Đang nói xấu. Ngủ luôn đi, đừng số. Thôi rồi. Rồi ơi. Chè đi, cái hai chị em mình trả ngàn. Ừ. Vậy chè là chè mình trả. Đường đi xuống đây luôn nè. Mua này sao gì? Không ơi, để đi chỗ chỗ ấy cũng có nữa đó liền. Chỗ mình ăn ốc á. Không sang trộn nữa. À gì chi? Ôi tùm lum món. Một bọc này. Rồi bỏ rồi mình để ghé. Ông đang nghiên cứu để đâu cho nó. Để lên xe gì á? Cá giò. Cá rô lưới. Rồi ăn bắp chiên ngon. Ăn đi gừng chiên bên sĩ á, lạ lắm, ăn thử cái miệng này chứ. Ngon mình này. Nè có cơm không? Rồi, rồi thôi em hết rồi. Nãy giờ nó xấu chị quá trời luôn. Nói gì nói. Ngon hay đẹp. Cái gì nó nóng lên ngon lắm. Trời ớt không mà. Ở nó đi thì nó phá cửa điện thoại cho tâm đi. Mày ăn mặn hả? Chị Vinh. Ông hả? Ông nó hả chị? Ừ. Đi chơi thêm ly đó gì vậy? Hai ly rồi đó hả? Ừ. Hai người đẹp. Hai người ngồi hai ly rồi đó. Nói giỡn sao? Kêu uống không nổi. Mày uống ăn cho công bằng. Rồi. Công bằng gì? Ăn vừa sức mình thôi. Nói để mình suy nghĩ à. Chưa chân với kim. Mãi em mất chị rồi. Ông kêu chị ăn này giống em đi, chị không ăn. Ngon. Hôm nay đầu chung là ăn đại đi. Ăn đại đi. Có cơ hội em xuống đưa đầu. Biết có gì đâu, thấy ai cũng ăn này hết trơn rồi ăn theo luôn nè. Hay là chung ăn vậy đi, ăn kia nghe. Bảy giờ chị đi bỏ đá thì quậy lên đi, cơ hội bỏ. Mình dặn rồi á. Rồi ai ăn thì tự dặn. Bây giờ dập con hai ba chị dặn. Cho em dẹp này đi. Chị nãy chị nói gì chị nói lại coi. Nghe rồi nãy rồi là nghe không? Chưa rồi giờ nói lại đi. Không, nó là 5 con khùng. 5 con khùng. Trời mưa ấy, trời nắng không ở nhà ngủ. Đi ăn đồ ăn của con nít. Đúng rồi, cái này là quán trà này của học sinh luôn hả? Cái giờ này nghỉ ngơi rồi đi. Quán trà này của học sinh. Ở đâu có cái này nữa vậy? Trên nè em. Trên bộ thể. Trên đi qua bao chuyện nhỏ. Trên đi qua phòng. Wow. Từ đây tôi qua lịch sĩ tôi mua mấy cái miếng chuối chiên đó, thấy chưa? Chiên. Trời ơi, cái này nghiên cứu bữa gì vậy? Đảo qua chôn nè. Đảo qua chôn mà mua mận. Ừ. Sáng ngoài đảo qua chôn mà mua mận nè. Không, mọi người nó bán 15 ngàn thì cũng rẻ nữa. Ông chỗ gì đó bán mặn ngon. Đảo qua chôn mua mận nữa đó. Bạn lịch sĩ qua đó chôn thấy không? Mày xuống nè, tôi tới xin thêm lưới luôn. Hai không có đẹp, nên ơi đừng có lên cho tụi chết. Ngồi xong, bỏ nó phát luôn. Ê, còn cái đó bằng được không? Ừ, lên cánh nhỏ không chưa à? Không chưa à? Không, cái giật xuống hay không? Dữ. Rồi bây giờ kêu ăn phụ coi. Ăn phụ thêm có tiền không chị? Không. Rồi, ăn chị em để giờ đi. Mình lấy cái tiền đi. Mà hứng học lần lên cái mỏ vậy. Chị chứ không ai có giấy.
trên đó vậy nó tiếp đi. Vì mình hùng nhau quỷ thì quỷ của nhớ quỷ còn được 70 còn được 70 gà giữ vàng chỉ ốc chữ nha thủ quỷ chưa nhóm toàn già già không mà nhóm toàn già già thôi đang dư thì để thôi đóng tiền quỷ tận 50 ngàn mốt đi anh khỏi đem tiền xuống không sao giờ lên là giữ rồi lỡ thiếu buồn thì năm chỗ năm chỗ về gái cưng đang quay kìa. Ủa cái này của ai hai bịch nè nha không phải.